đến với chương trình Nam Đấu Cam Tôi. Tôi là Võ Hạ Trâm, là một trong hai MC của chương trình. Ngày hôm nay tôi là... Tôi là Ngô Kiến Huy, tôi là hai trong một MC của chương trình. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ba nhân vật nguy hiểm ngày hôm nay. Ngày đó không còn xa, không còn xa. Bây giờ em hỏi nè, anh Quy đâu? Cắn cái gì vậy? Ơi, bài này quá dễ luôn. Con người ta đã hát rồi, ông vẫn còn ngồi, ông đếm chữ. Phải biết ca mới được hả? Đúng rồi. Rồi thôi thua ông luôn. Ông ở hành tinh nào xuống vậy? Đừng làm Trâm mất mặt, dòng họ Võ. Trâm à, nên giấu mặt đi. Dù trong bão giông mà ngọt ngào sao câu dân ca. Có lẽ ngày hôm nay làm cho Hạ Trâm phải dậy sóng bởi vì một người chị trong dòng họ của tôi. Hả? Dòng họ Võ. Ê, có nghe nè, chương trình mình hơi drama rồi đó. Đón xem tập 10 Sàn Đấu Ca Từ phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7.